Đây thì ban này rồi xem Mỹ nha. Sau khi sửa xong thì cấp điện để test lại có chạy ok không nha. Đây các dòng mặt for, FR mặt for nha. Để bật nguồn lên nè. Bật nguồn lên là sẽ chạy nha. Đây, bây giờ mình sẽ kết sông vô này, đưa cái tín hiệu khiển ra từ cái hộp động cơ xuống này. Để cho nó chạy nha. Đây là máy, đây là máy tạo sông này. Đây là cái sông vô nha. Bây giờ như là nó là khiển ha, khiển cái motor quay rồi nha. Motor này là motor 3 pha nha mấy anh. Nên là nó nhiều dây lắm, trong cái bo nó nhiều dây lắm. Đây motor 3 pha là nó.